anh bảo là có những cái chậu cây hiện tại ở vườn đang 9m2. Ừ, 9m2, nó phải tầm 200 tác phẩm. Wow. Cả phôi, cả hoàn thiện. Bản thân anh cũng không muốn mọi người gửi những cái quý ở vườn nhà anh nhiều. Nếu nhá, cái nắng cái tháng này mà cây không cắt thì thoải mái không cho cháy. Đam mê thì lâu rồi, nhưng 2008 bắt đầu có tiền để mua cây. Thì anh mua một xe ô tô tầm 6 cái sân quê. Anh nỗ cũng được, nhưng mà anh cảm ơn em. Anh không trách em đâu. Có chứ, anh tư đối thẳng thừng luôn. Cho người ta giận anh cũng chịu. Hi, xin chào tất cả mọi người, và ngày hôm nay mình đang muốn anh em đến với một câu chuyện, một người nghệ nhân và một tác phẩm tại Linh Hiệp. Bây giờ anh em hãy theo chân mình nha. Hello anh. Xin chào Chiến. Chào anh. Chào em. Đầu lắm khỏe không em? Anh em mình đi có cái buổi như này nhỉ? Ồ, kính này đẳng cấp đấy. Ok. Em tưởng anh phải khen nhiều cái chứ khen à mấy. Không, em thì nhiều rồi, em thì nhiều thứ quá anh Trụ ơi. Hôm nay xin giới thiệu, trước khi đấy mình muốn giới thiệu với mọi người đây này, đây là anh Đặng Thụ, và là người gần như là đã xây dựng và đã triển khai ra hỗ trợ rất nhiều những anh em, đặc biệt khu vực ở dưới Hải Phòng anh hay làm nhiều nhỉ. Anh làm đa số dưới Hải Phòng, và song hành với đó thì hiện tại anh vườn của mình bây giờ anh có nhớ được có khoảng bao nhiêu cây không? Nhà anh nhá, tất cả anh em gửi cả của anh nữa nó vào khoảng 200. 200 cây? 200 cây. Cả to cả nhỏ, có những cây phải dùng cẩu phải 10 tấn. Wow. 200 cây, xin thưa quý vị và các bạn, kinh khủng một con số. Cả có những cái cây gì? Có những cây to đại, cây tầm đại nó phải có phải dùng cẩu đến 10 tấn. Thì chậu của anh hiện tại nó đang là 9m2. Anh bảo là có những cái chậu cây hiện tại ở vườn đang 9m2. Ừ, 9m2. Và số lượng cây là bao nhiêu? Nó phải tầm 200 tác phẩm. Wow. Cả phôi cả hoàn thiện. Kinh khủng. Cả phôi cả hoàn thiện 200. Vậy cái số con số mà đưa ra cực kỳ là lớn. Và em muốn hỏi anh thêm một chút là anh làm cho với anh kết hợp với anh Đức lâu chưa? Cái này anh kết hợp với Đức là hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm rồi. Về ngày xưa ấy thì em cũng có biết cái cây này là cái bố cục nó khá là dối. Đúng rồi. Thì anh là người phân mảng và chia lại các cái bố cục, các cái đường trục chạy chính cho cái cây này. Okay. Thậm chí là cái này này, anh Thụ này. Ừ. Đúng không? Đúng rồi. Ngày xưa là nó vách lên cao đúng ngày không? Xưa nó vách gần hẳn như là hai cây song song. Ngày xưa cái này nó vách hẳn lên trên này này em này. Tức là ấy, ngày xưa là cái thân này nó vách thẳng lên. Và nó lấp hoàn toàn thân giữa. Luôn. Cái tay này là không nhìn thấy gì luôn. Thế thành ra là anh đưa nó xuống. Anh đưa xuống. Ừ, và bao nhiêu lâu thì nó sạch như thế này? Cái này đến như không nhầm này, đến bây giờ nó khoảng một năm mấy tháng thôi. Một năm mấy tháng. Một trăm mấy tháng. Còn như anh làm cái này là cái này đúng là mùa hè. Mùa hè thì bây giờ qua mùa hè rồi đấy. Mùa hè. Những cái vết vam bổ xẹp như thế này thì theo anh làm ở cái thời điểm nào nó là phù hợp? Thứ nhất là chia sẻ với em Chiến với cả quý vị là khi ta làm những cái đường mà quyết định sống còn để cho một cái bộ cục cây nó đẹp ấy. Rồi. Mà ở cái điểm này là cái điểm là nếu mà học thì là đi vứt luôn. Đi hết cái cả tác phẩm. Là vứt đi luôn. Ừ. Em nghĩ thì chỉ thứ nhất là ta phải tìm thời điểm cây khỏe nhất. Ừ. Cây lúc đấy nó cực kỳ khỏe. Rồi. Và thứ hai là phải mùa hè. Ừ. Mùa hè là cái mùa của cây xanh này nó phát triển rất là tốt. Anh em, kể cả em cũng đã biết rồi. Vâng. Nhưng khi ta làm với cái kỹ thuật của mình, mỗi người có một kỹ thuật, thì anh moi,
anh moi nhưng mà anh lại không phải moi thẳng mà anh moi chéo. Kiểu nghĩa là chéo, lên thẳng xong rồi chéo thì cái đường gập của cái lưng nó không bao giờ bị gãy. Tức là cái ừ đấy, như kiểu như chữ U này, như chữ vuông này, như chữ C. Ừ đấy, thì mình đi từ từ thì nó xuống nó sẽ không bị gãy. Gãy trên lưng này. Mà sao những cái vết này nó không bị như kiểu mình van nó xấu, nó dạn nhiều quá xấu. Và theo em nhá, thì cá nhân em này, Mạnh sang bên này đứng ra đây cho đây, em nhìn này, ở cái góc này này. Vì đây sẽ là cái mặt mà khi quý vị và các bạn người ta sẽ xem được. Thì đây. Đấy. Thay vì một cái nhát thẳng như thế này vẫn xuống. Nhưng ở đây anh Đặng Thụ đã đưa một vết chéo như thế này. Thì sau này nó như kiểu mình phải nói là nhất là lựa chọn là một cạnh một cái mầm chuẩn luôn. Thì cái việc mà nó kéo cái bờ này đấy nó như này nhanh, và nó dẫn đến là dẫn đến một cái cách nếu mà nó trơn nhá, thì mọi người có thể thấy rằng khi mà đưa lên sau là nó bị phình, nhưng mà đây lại có dư mấy cái điểm này. Anh cũng chia sẻ nếu mà ta đi thẳng này vâng, thì nó sẽ lứt hết ở trên này và các cái mạch nó sẽ không còn để thức ăn nó đi lên nữa. Vâng. Thì ta sẽ đi thế này với đồng nghĩa vừa xuống được mà lại vừa xuống đây được mà lại xuống bên này đều được. Hiểu chưa? Thì nếu mà đi thẳng này ta chỉ xuống thẳng thôi. Nếu mà ta lại vặn vắt thì là nó vặn vỏ đỗ và thừng cái nào nó vỡ hết. Hết em, mạch luôn. Em thấy có một số những anh em làm đấy. Đặc biệt là xanh thì ít, nhưng mà những cái dòng như tùng hoặc là những cây bách anh em bổ thẳng rút hết lõi ra. Vặn thì với anh nghĩ áp dụng cái cách đấy với xanh có ok không? Anh nghĩ nếu mà áp dụng với cây đó với cây xanh thì anh nghĩ là không ổn lắm. Vâng. Vì tùng thì nó không bị chửa quá như cây xanh, nó phát triển kinh khủng quá. Thì ta nên làm những cái đường như anh em mình đang làm ấy, nếu không áp đây dụng là nó chỉ xanh là một cái vết như là mổ moi. Mổ moi thôi. Còn nếu tao moi rỗng ruột trong này ra, tao mổ ra thì cái cây xanh sau nó phát triển được cái quỳnh rồi đấy ra. Đấy. Thế em muốn hỏi anh thêm một chút, Mạnh ơi, em đứng ra đây cho quý vị và các bạn có thể sâu thêm cái chi tiết này. Ở đây cái vị trí tay như cái cành phong này là ngày xưa nó đã có chưa anh? Cành phong này á? Đây á? Đây. Trong này á? Ngày xưa là nó chỉ có một cái đoạn này thôi. Và tất cả da đằng kia là đan cái vỉ. Đan một vỉ. Tức là khi nó ra cái tay. Đấy, ngày xưa tất cả đây nó là một vỉ. Một vỉ thì anh cắt đi, anh chia ra thành những cái mảng khối để cho nó lộ từ cái ức này, phải không? Vâng. Đấy, nó lại che được âm dương khi mình lên cái bóng nó bồng bềnh. Vâng. Nó như kiểu một cái đám mây trôi lững lờ, nó không không đều nhau. Tức là phân mảng ra. Phân mảng ra. Nó thằng cao thằng thấp. Đúng rồi. Để mà nó có cái nhìn nó đa chiều. Tản vân đấy. Thì như cái vết này là cũng chắc là cùng cái thời điểm anh làm. Vết này anh làm khoảng 2 năm rồi. Ngày xưa là nó lên thẳng đây này, ụ ở đây này, như thế này. Vâng. Đấy, mà hai nói đây có hiện tượng nó trơn. Vâng. Đấy, nó trơn mà nhìn nó có vẻ nó hơi ngố ngố một chút. Vâng. Hai nữa tổng thể nếu ta để đây thì cái thân này nó nối thẳng lên đây nó rất dài. Lên tận trên đúng không? Thì ta vừa chữa được cái thân nữa, hai nữa chữa được cả cái đoạn này. Mà trong này nó rất là quý. Vâng. Đấy, thì khi ta nhìn thấy trong này nó có cái điểm quý thì anh quyết định là bảo với Đức là anh đục cái này đi. Thôi nó mất thời gian tí thôi nhưng mà sau về lâu về dài nó rất là quý. Thế kia còn cái về tại sao nó lại có một cái cành lại dính ở đây, mắt ở đây? Cái cành này thì ngày xưa nguyên bản cái cây này nó có nó cái rễ này. Nó là cái rễ. Thì anh em cũng tính là cắt đi thì cái thân này nó chênh bênh quá. Phải không? Mà để cái rễ này không thì nó cũng buồn cười. Thì Đức nó mới ghép một cái mầm từ bên này sang. Nó bảo anh để em ghép, Đức cứ nuôi thôi. Thế là anh em cứ chiến đấu cắt đi cắt lại thôi. Cũng nhiều nhát thế đấy không? Không, chính ra em nghĩ rằng ít nữa mà nên hỏi anh Đức để cho mình làm kiểu dạng đây như cái này cũng phải nuôi mới này chứ. Nguyên cái cả từ phần cuống trong này luôn này. Phải nuôi mới này, vì ngày xưa nó có từ đây hất ra. Anh thấy nó không chặt thiếu. Thiếu, nó không chặt chẽ này nữa. Nuôi thêm. Đây này, em còn đang thấy ở đây này. Xin thưa quý vị và các bạn đây này. Chắc chắn là những cái điểm này ngày xưa anh cũng bóc đúng không? Từ dễ đấy. Dễ. Đấy. Tức là nó ngày xưa đây là một cây, mình phải nói với nhau nó là cây tán. Cây tán tầng đấy. Và dễ nó bâu vào những cái cốt chính này rất nhiều. Nhưng mà cũng phải xin nói với em là chủ cũ của cây này. Khi các anh phá cái tán này ra anh làm là các anh tư duy cao. Có nghĩa là anh em bọn
anh em mình. Vâng. Mỗi người một cuốn gọn. Khi Đức có được sở hữu thì Đức có nhờ anh, thì anh lại thêm những cái chi tiết của anh vào. Ừ. Chứ còn nguyên bản thì cây này nó cũng rất là đẹp rồi. Rồi. Tức là mình, nó như là một cái con người mình, bản chất nó đã có. Đúng rồi. Nhưng chúng ta gọi là như một cách, như cái tóc, cạo đầu ấy. Mỗi người có một cách khác nhau. Cách ăn mặc nữa. Nhưng mà mỗi người cho một ý tưởng, mỗi người thêm một cái chi tiết vào thì từng cái tác phẩm nó rất là phong phú. Vâng. Anh cũng rất may là anh được làm tác phẩm của Đức này là đến bây giờ là hơn 3 năm rồi. Vâng. Cũng gọi là tạm ổn ổn. Thì có một cái này anh cũng... Còn những cái điểm nào anh chưa... Đây, còn một cái điểm này tổng thể có cái ngọn bên này là anh chưa đăng trưng. Ừ. Sáng nay anh bàn với Đức rồi. Nếu nhá, nếu cái ngọn này này, chiến này, dạ, mà nó mọc một cái mầm ở đây. Vâng. Thì anh sẽ cắt từ đây. Phật phát đi, anh muốn giảm cái tỷ lệ. Chọn. Cái quả phúc ấy nó thấp xuống. Thấp xuống, mà hai nó vươn ra mặt này thì cái trực của mình nó mới vững được. Ở đây nhá. Ừ. Em đồng tình với quan điểm của anh. Ừ. Tại sao khi đứng ở giữa đây này, hai cái điểm ngọn này nó đang gần như là trên một phương diện thẳng. Đúng rồi. Đấy, chính vì vậy là nó mặc dù nó lại là hai thân ở bên ngoài. Đúng rồi, chọn rồi. Thì vô hình chung là nó tạo cho mình một cái như là kiểu đối xứng ấy. Thì em nghĩ rằng trong nghệ thuật nó lệch đi thì nó thích hơn. Một là như vậy, hai nữa nếu mà phân tích theo như kiểu đây là một tác phẩm trong một gia đình là có ba anh em hoặc ba thế hệ. Ừ. Thì mỗi một cây là giữ một phương. À. Có nghĩa là trong một đám đất ông bà chia cho thì ông cả ở giữa. Ông anh, ông em đi làm. À. Khi đi làm xa thì vẫn thành đạt rồi, vẫn hướng về ngọn, về gốc. À. Thế nhưng mà ta hướng làm sao để mình ngắm nó không tranh chấp với anh cả. Kể cả ông em này đi ra ngoài dầu kích xù lên, nhưng hướng về là cũng không bao giờ muốn tranh chấp với anh cả nhà mình. Thì anh muốn cái ngọn nó phải ra đây vì cái mầm này mãi mới nuôi được. Nó mới lẩy được, mới nuôi được. Thì ngày xưa là thôi, cứ nó có đây thì cứ làm, bảo Đức là thôi khả năng ngọn này thì anh cũng không ưng lắm đâu. Đức bảo em biết. Nhưng mà bây giờ hôm qua là anh cắt cái này, anh thấy nó đây chắc là bị con gì nó ăn. Đúng rồi, không. Tức là các ông ấy ở trên này em biết, gần như cái vườn này. Các anh ấy gần như cắt phôi như thế này là em không biết anh như thế không nào để ý nhá. Ốc, ước nhưng cá nhân em trước khi cắt như thế này, nhựa vừa bắt đầu ráo hoặc là đang nó té nước ra, em đã rắc thuốc sên hết. Đúng rồi đấy. Đây tức là một cái mầm mình đang đợi rất ở đây. Mọi người xin thưa quý vị và các bạn rằng là mọi người không biết được rằng là phải cắt rất nhiều hoặc chút hết lá đi thì chỉ đợi một cái mầm thôi. Chuột. Nhưng nếu mà sên nó ăn mất hoặc chuột nó gặm mất thì chúng ta lại bị nhỡ đi mất đây, mấy tháng. Đây bị chuột này em này, nhìn chưa? Ủa, đây. Chuột nó gặm đây. Đây này. Xin thưa quý vị và các bạn này, chuột nó trèo hẳn đến đây nó gặm đây này. Nói gì đến cành với mầm. Đấy. Ô, nhưng mà em hỏi anh nhá. Mạnh có thể đứng ở đằng sau này, anh em mình đứng ở đây để khán giả có thể nhìn thấy được rõ. Tại sao anh không xây dựng cái ngọn kia nó đẩy lên một nhịp nữa, nó cũng ra và có thể cái này vẫn chìm xuống. Thì cái đấy là do anh Đức hay là do anh tôn trọng ý kiến của anh Đức hay là do mình? Không, cái này thì lại do anh. À. Do anh vì anh không muốn nâng cái đấy cao lên quá. Vâng. Anh tức muốn nó chỉ kết thúc ở cái điểm đó thì em rất đồng tình với quan điểm của anh. Tại vì nha, cái này chắc chắn là anh làm cho anh Đức thì sẽ hiểu hơn là em nên đi chơi với anh ấy. Thì cái việc đôi khi làm như anh em mình biết là làm thì nó sẽ đẹp hơn. Đúng rồi. Nhưng mà nó cần nhiều thời gian hơn. Đúng rồi. Nhưng chúng ta lại xét trên phương diện là đôi khi chọn tỷ lệ những cái bệ. Đúng rồi. Bây giờ ý kiến của em, ví dụ em nhân cái ngọn lên thì em lại phải thêm tay, lại phải thêm cái lọ, thêm cái kia. Mà thậm nên chí, là mà cứ mãi nó không có điểm kết thúc. Mà thậm chí đấy, sau lại còn phải bỏ bớt đấy cái thấp. Thì cứ làm mãi thì càng làm nó lại càng thấy thiếu. Càng làm nó càng thấy thiếu nên ta phải có cái kết thúc ngay. Kết thúc ngay em luôn. Em đồng tình với quan điểm đấy. Ở đây lúc trước cũng là... Nó một cái rễ. Một cái rễ. Thẳng tóc đây. Ừ. Thì anh đục. Anh đục quái đi. Bình thường là mọi người hay chém một phát đứt đây thôi. Ừ. Thế anh đây em đang thấy anh giật cấp luôn. Ừ. Thì nó như cái điểm dương đây, sâu. Điểm dương đây, điểm dương đây. Ừ. Yeah. Nhìn chỗ này nó sâu, nó có thứ cấp, nhìn nó sâu. Nhưng mà cũng phải nói rằng tán nhiều cây ra thị trường cũng kinh điển. Nếu như con này không nói là tán không biết được, người nào phải sâu mới biết là tán. Ừ. Đúng rồi. Nó vì nhìn. Cái tán là nó phải lên thẳng, làm gì cái này nó phải làm quá lâu rồi, hàng mười mấy 20 năm.
Đúng cái tên cái thân này vì nó mới được như thế, nó mới đạt đến tầm đấy nhỉ. Tất cả những cái này em nghĩ đâu là tán, nghĩ đâu nó là cái tán, nhưng mà cái tán này nó không được ở cái vị trí cái tán nữa mà nó là sang một cái vị trí khác. Bây giờ gọi là ba thân hay ba cảng? Ba thân. Em hay chiêu hay dứt gọi là ba cảng. Ngày xưa không có bom ba càng làm sao đánh thắng được cả Mỹ cả Pháp. À, em muốn hỏi anh thêm một chút. Đây là chắc là cái điểm này vẫn còn là mình đang nuôi đây. Sẽ lựa chọn đây là cái trục chính đúng không? Đúng rồi, mai nó to một chút là cắt đây thôi. À, sau bắt đầu rồi. Nó ra chi thì có khi là lấy một, ở đây. Một cái là ra đây. Tức là anh phải ăn phân ớp luôn đấy. Phân ớp một cái ở đây. Cái này. Tức là đứng ở bên này nha. Đứng ở bên này nha, xin thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể nhìn được cả cái đường trục chạy của tay. Đúng rồi. Nhìn thấy hết. Nếu như cây này là anh em mình đi xung quanh, mỗi chỗ nó đẹp một kiểu. Mỗi chỗ nó đẹp một kiểu. Thế nhưng mà trong cái thời gian mà anh đi làm ấy, em thấy anh em đặc biệt là những người đi làm cây, em thấy rằng nó rất chi là vất vả trong cái việc di chuyển. Rồi anh cảm thấy có những cái khó khăn gì? Vì đôi khi nhá, nhân tiện cái video này em muốn khai thác thêm một chút, đó là vì em biết rằng có thể nhiều anh em nhờ anh làm khi thấy mà anh đang xây dựng cũng một cây tán hoặc là bố cục cây này, xây dựng lại nó rất ok thì anh em cũng nhờ, nhưng mà đầu tiên thì rất trân trọng, nhưng mà ví dụ như mình bận mình không đến giúp được thì có khi anh em lại đã drama với mình. Thì nhân tiện cái đấy thì anh có thể chia sẻ thêm với em những cái khó khăn, những cái gì đấy để mà anh em có được cái nhìn ở những cái vị trí của nhau. Đúng cũng thưa với em Chiến này, thưa với quý vị, thực ra là mình cũng rất vui mà với cái lòng đam mê của Đặng Phụ luôn luôn học hỏi, luôn luôn tìm kiếm những cái mới, những cái sáng tạo trong cái nghệ thuật và trong cái chơi cây của anh em mình. Thì cũng trong quá trình mình đam mê và đi làm thì cũng được anh em yêu quý. Thì cũng có thể là một mình anh thì không thể nào mà tiếp quản hết mà anh em nhờ được. Đúng rồi. Thì cũng mong anh em là phải hết sức thông cảm cho mình, chứ không phải mình là sao số, đừng nghĩ như vậy. Cũng rất muốn giúp. Rất muốn giúp, nhưng mà có người hiểu thì không sao, nhưng có người không hiểu thì lại nói những mày khách lắm, bây giờ mày idol kiểu. Rồi mày kiểu đấy, đấy cái kiểu đấy thì cũng mong anh em phải hết sức thông cảm cho mình, kể cả cho những anh em khác cũng thế. Hoặc là nếu như gì sâu chuỗi qua cái câu chuyện ấy thì em nghĩ rằng là không phải riêng anh, đây là cái lỗi lầm của rất nhiều đấy, anh em thợ tất khác. Cả anh em thợ khác đấy. Nếu mà mọi người có những cái tác phẩm, có những cái nguyên liệu thật sự tốt, muốn xây dựng nó ok và muốn cái chính cái người nghệ nhân nào mà anh em đặt lựa chọn để làm thì có thể gửi lên tận vườn này. Đấy cũng là một cũng trong là một trong những cái em nghĩ rằng nó được cả hai. Thế nhưng mà anh thì lại khác một tí, vì lâu lâu các anh các em rồi tất cả mọi người các chú mua được một cây nó quý cũng chỉ vì là không làm được hoặc là chưa tìm được người theo cái lối mà mình thích. Mà bây giờ lại gửi lên mua về để được ngắm, để được chơi thì lại gửi lên đằng đẵng mãi mới được ngắm. Cũng hơi buồn, nên bản thân anh cũng không muốn mọi người gửi những cái quý ở vườn nhà nhiều. Đấy thì muốn mọi người được thưởng thức. Mà nó còn vừa rồi nhá, em thấy một số câu chuyện là sau cái đợt bão vừa rồi ấy, đấy, một số anh em gửi nhá, có những người mà bán cho khách hàng rồi và để cây tại vườn mà bây giờ bị gãy, bị đấy thiên tai ấy. Thế sau bắt đầu mệt bây giờ bắt lên thì cũng không được mà biết làm sao. Chỉ mong anh em hiểu thôi. Đúng rồi. Thế còn về cái anh kỳ vọng rằng với cá nhân anh sau gần đấy năm tích lũy cũng như xây dựng các cái tác phẩm lên thì anh, với anh cái phôi này đang em gọi là đến tầm 80% rồi, thì theo anh là khoảng bao nhiêu lâu nữa mới là lúc đạt để mà mang được đi chơi? Vì triển lãm vài năm trước nó khác với triển lãm mà mình vài năm sau này tiếp theo nó còn kỹ nữa, đúng không anh? Thì anh nghĩ rằng là mất bao nhiêu lâu nữa? Ví dụ với như cá nhân của anh, nếu như cá nhân của anh lấy mà cây này, với cá nhân của anh nhé, hoặc là của anh, thì cái này anh phải 5 năm nữa anh mới trồng được. Đấy. Còn những người ví dụ 5 năm nữa nha quý vị và các bạn. Ví dụ như một số người lại thích đi luôn. Mặc dù nó chưa đưa theo ý nguyện nhưng mà cứ đi. Cái đấy mới là cái quan trọng. Nhưng mà anh với tác phẩm này của anh thì anh cứ phải tít tít anh mới đi.
Vì đôi khi nó sẽ là một cái phản ứng ngược. Đúng rồi đấy. Vô hình chung anh em đang có. Nói nôm là cái vẻ ông thích bán. Ừ. Có sản phẩm tốt nhưng đấy, mà chưa đạt. Chưa đến mà mang đi thì tự dưng nó bị tụt. Đúng rồi. Tụt mút đi. Thì gọi là chưa đến độ chín. Ừ. Nó khá là nghiệp. Cái này thì anh cũng có cái đức chắc là phải tầm 3 năm nữa mới bộ răng này ưng ý được anh. Nhưng mà hiện tại đây là quan đến tất cả cái này nó không thể tiếp tục nữa. Hiện tại là anh đang làm hết các cây ở đây cho anh Đức đúng không? Với cái cây của Đức thôi. À. Anh nói thẳng Đức cây nào. Anh thì anh không nhiều thời gian để cho em được. Nên là anh về đây khoảng 3-4 ngày thì cứ cây nào em cảm thấy khó nhất hoặc cần nhất đến anh thì anh em mình cùng làm. Chứ cây nào anh cũng làm. Thế mà anh Đức anh biết cái gì mà làm? Nó thì cứ biết dần thôi. Cứ đưa cái này vào chú đoạn edit cho anh. Nói chung nó Đức nó tinh đấy, không đùa với nó đâu. Anh cắt cái gì phát nào nó ới ới anh ngay đấy. Không không cần biết cái gì, chỉ cần biết là người ta có cái sản phẩm gì, người ta đã ở như cái vị trí như nào, mà nhất là cái đầu tư. Cái bước đầu tư nó không quá cao. Còn ở đây thế thì làm một vài đây hôm qua anh cũng làm được cây này này. Anh có thể đưa em đi tham quan em nào. Đây này, đây cũng một cái việc đầu tiên là những cái lắng dạng tháng 8 nguy hiểm đấy nhờ. Người ta bảo là dám trái bồng. Đúng rồi. Thì em thấy như này này là ok này. Đợt trước ông này ông toàn ô với dù mẹo, gió nó bay thì mất. Nếu nhá, cái lắng cái tháng này mà cây không cắt thì thoải mái không cho cháy. Nhưng cắt cụt này cháy này. Ừ, nó đang thử. Đấy, thức ăn nó vẫn đang bơm lên. Trước mắt quý vị và các bạn đây là một cái phôi xanh ba thân Nam Điền anh nhỉ? Nam Điền. Ôi, em đang thấy cái cốt ở bên trong này. Anh cũng xây dựng bao lâu rồi? Cũng bằng thời điểm cây kia. Thế nhưng mà về cái cây này thì có phải bố trí lại nhiều tay không? Nhiều chứ, hầu như lại tất cả đây cũng farm này. Cắt hết đi này, để nó không bị chạc này. Và nó bị ngáng cái mặt anh em mình ngắm, nó cứ kiểu có cái gì nó chọc vào nó khó chịu. Tức là cái tay này nó đâm thẳng vào. Đúng rồi, nó đâm vào nhưng mà mình chỉ tránh đi khoảng độ 2 phân hoặc 3 phân thôi. Nhưng nó đã dịu cái mắt của anh em mình ngắm rồi. Nó thuận mắt anh em mình. Đây những cái đường chuyển của anh đấy nó cũng là ngày xưa là cứ thẳng tắp ra. Ngày xưa ở đây nó có cành đâm ra. Đây, cứ thế này thẳng tắp ra đan một mê luôn. Phải vén vén này cái nối như cứ nối cổ đấy. Anh cứ thế anh là anh đi xuống thôi. Đây là cái trục chính đây. Đúng rồi. Đi ra. À thế còn cái tay kia cũng là tay nuôi mới đó. Cái đấy nuôi đấy. Cái đấy nuôi đấy. Nuôi ai phát một phát cắt từ đây luôn. Chí mạng đây. Mà bây giờ nó mất rồi này thì chiến. Đây là cái vết cắt đây đấy. Này. Mất luôn này. Mất rồi. Chứ anh thì làm hơi kỹ. Cái bên này em thấy đang thấy này. Có những cái điểm này ác nhỉ? Đấy. Ôi, sát tít luôn. Ừ. Ngày xưa anh chỗ ngày xưa là cái này nó ra phản về phía này. Vâng. Thì nó không có một cái nhánh ở đây. Thì anh cắt cái này đi, anh tạo cái điểm nhấn ở cái tay này. Thì nó có những cái chỗ này. Trong cái quá trình mình làm ấy, mình thấy nó có những cái nó con người làm nhưng mà nó lại rất là tự nhiên. Đấy. Đây này, những cái này là nó bị không nảy mầm. Vừa rồi này, không nảy mầm, anh cắt dư nhưng mà nó một là do cái yếu tố gì đó mà nó không nảy mầm. Bữa trước em lên rồi, cả một dãy đây này. Chuột nó gặm hết, xê nó gặm hết. Các bố... Cái kia vừa cắt xong Đức thôi bảo tại sao để mầm. Ui rồi, nó ăn không còn cái gì luôn. Các bố không rắc thuốc vào. Có đáng bao nhiêu đâu, 30,000-40,000. Nhưng mà không để ý thế là cứ nói lại sau lại. Xin thưa quý vị cả và các bạn là nó chỉ là một con số rất nhỏ thôi. Nhưng cái cách chăm sóc nó quan trọng với cái cây phôi cực kỳ. Vì có thì người nghệ nhân người ta mới có cái để làm. Còn không thì tự dưng nha, nó như cái vết này bị trôi đi mất vài năm. Đấy. Mà thậm chí sau còn cái thời gian vài năm đi chăng nữa nó lại nuôi, cái quá trình nuôi nó lại lại bây giờ béo nó phát triển nữa. Nó lại hỏng hết cả này. Đấy, thế nên là phải đồng hành cùng với nó. Nhưng mà cái cây này thì lúc đầu về cũng như thế kia, về mặt bố cục anh cũng phải sắp lại. Sắp lại hết, anh thậm sắp chí lại là cả hết. Trục cơ. Trục cắt. Chứ không phải sắp lại chi. Ngọn cắt, cái này cắt từ đây. Ngày xưa nó ra cắt hết từ đây. Cái ngọn này anh cũng cắt lại. Ngọn nó quặp vào đây. À, thế thì à. Cây, với cây ba thân thì nó không mở được. Đúng dạ. Rồi, mà khi nó vào đấy thì anh em mình chẳng có đất để diễn nữa. Cái ngọn kia anh cũng làm lại à? Cũng làm lại cái ngọn đấy. Đây ạ? Ừ, từ đấy đi lên. Từ đấy ông này ông nuôi cháy luôn này. Thì đấy. Ôi giời, cháy một cái mảnh.
cứ mãi bận. Thực ra là anh em mình thì trong quá trình nuôi thì nó cũng không thể thiếu được cái thiếu sót. Vâng. Nó cũng không may nó. Không, nhưng bây giờ trên này em thấy thiếu sót nhiều ấy. Đấy, anh em nó khó khăn, nó mãi đi kiếm tiền. À, ừ, thằng nào có giàu, thế nghèo. Thế, nhưng mà đây này, cái này. Đấy, cốt xịn nó đấy. Cốt xịn cũ đây này. Cốt cũ, nguyên bản cũ của nó đấy. Dài. Cái ốc của nó đấy. Trời ơi. Ừ. Giống như những cây gọi là ngoài kia. Cái này thì anh làm sẽ đơn giản hơn cây kia vì bố cục cây này anh sẽ làm những cái bông to một chút. À. Ừ. Nhà bông to là tiếp. Hiện tại nó cũng cao phải lên đến chắc sau cũng phải 1.2 m. Không đến đâu. Ừ. Cao thì tầm 1 m. À. Ừ. To. Vì tất cả các cây này nó có cái ca à, quỳnh quá. Em muốn hỏi anh thu một chút đấy nè. Trong cái giai đoạn 2010 anh có bị mất mát nhiều không? Anh báo cáo với chú là đời anh chơi cây là cũng rất may là anh gặp được những người anh giúp đỡ anh. Anh mất đúng 12 triệu tiền ngủ. Ua. 2010 mất 12 triệu tiền. 2008. Ừ, 2008 anh mất 12 triệu tiền ngủ. Thế thôi à? Ồ. Anh mua một xe ô tô 1 tấn 25, đây là câu chuyện, nói về câu chuyện bắt đầu chơi đam mê thì lâu rồi. Nhưng 2008 bắt đầu có tiền để mua cây. Thì anh mua một xe ô tô được 6 cái sân quê của anh em đi chợ. Thì xong về, anh mang về thì anh em đến chơi. Thì các anh đến chơi, các anh bảo chú mua toàn sân quê. Thì mình bảo thế xanh gì mới là quý ở hả các anh. Thì có mấy anh em bảo là bây giờ anh em bọn anh toàn chơi xanh Nam Điền. Thì anh sang bên em vừa đứng vừa nói anh chợ. Lại bảo không hiểu cây xanh Nam Điền là gì. Thì các anh cũng chưa bảo. Thì vì bên cạnh xã nhà anh có cái xã Nam Điền. Bên chỗ anh Quyền Hoàng Diệu ấy là bên cạnh đấy là có cái xã Nam Điền. Thì anh sang mẹ Nam Điền xem là cây xanh Nam Điền nó như thế nào. Ngày xưa có biết đâu là ở Nam Điền ở dưới Nam Định đâu. Đi sang đấy thì mình bảo em sang đi nó cũng thế. Anh bảo không, xanh Nam Điền nó xuất xứ ở dưới Nam Định. Và lá nó như thế này, thân nó như thế này, da nó như thế này. Và búp nó như thế này, rễ nó như thế này. À được rồi, biết. Rồi rồi. Thế là anh biết, anh gọi cái đồng chí bán cây cho anh đấy. Anh bảo em là, em ơi, bây giờ nhà anh mình nó dối thôi, mà khó khăn. Giờ vợ anh mua cây, vợ anh nó hơi cầu nhau. Rồi bây giờ anh mua mày 12 triệu, mày muốn mua lại của anh bao nhiêu thì tùy. Anh bán lỗ cho mày, mày vẫn đi bán lại cho người ta được. Nó không mua. Nó không mua, lúc anh mới tức quá, anh mới nói bảo bây giờ anh nói thật với em này, em là người đi chợ em bán được cây, anh không bán được cho anh thì anh vẫn bán được cho người khác được. Nhưng anh không trách bọn em đâu, đây là bài học mà em là người dạy anh để anh biết phân biệt cây xanh quê và cây xanh điền. Anh bán cho em 4 triệu thôi. Anh lỗ cũng được, nhưng mà anh cảm ơn em. Anh không trách em đâu. Nhưng nó cũng không mua. Anh chỉ bảo 4 triệu nó cũng không mua. Thế cuối cùng anh vẫn phải bán 4 triệu cho anh em mỗi người một cây chơi. Thì anh mua 2 cây. Anh trong vòng 6 tháng anh bán được 1 cây đã được 12 triệu. Từ đấy là anh không nhầm nữa. Nhưng cái con đường như thế nào mà của anh lại bước chân vào cái môn này rồi lại dẫn đến là cái này thì nó ngày xưa là anh tuổi thơ là ở chỗ nhà anh là có chú Đơ. Là chú chơi rất là lâu rồi. Và đấy... bản thân là chú Đơ nha, xin thưa quý vị và các bạn, rất nhiều những cây quý đang có mặt tại các triển lãm đều qua tay của chú Đơ và một số người khác định hình. Cái sản phẩm của chú Đơ để đến bây giờ mà anh em đang đi chơi nó vẫn đang còn quý. Đúng rồi. Đấy. Và cái lúc đấy là cái tư duy đã vượt thời gian. Chú Đơ theo anh biết là chú Đơ là bán cây tiền tỷ gần như đầu tiên. À. Chú Đơ là một trong những người sáng tạo từ cái lối để anh em mình dần dần không cắt giật đấy. Cái việc em đang muốn hỏi anh là em hiểu rồi, chú là cái đi theo cái lối gọi là phong cách cắt giật chuyển đấy. Thế nhưng mà cái hành trình như thế nào mà đấy? Thì anh cứ thấy vì ngày xưa anh học cùng em chú ý chơi thân này, xong rồi anh Nễ, nhất là anh Nễ thì anh trai của anh Nễ thì lại chơi cây với chú Đơ, hay mua cây của chú Đơ thì nhà anh Nễ có cái nhà cổ anh kê toàn cây đẹp. Thì mình vào mình thích thôi. Thích thì anh em học cấp 1, cấp 2 với nhau thì lúc đấy làm gì có tiền, toàn là đi chiết cây xanh, cây si, xong rồi đi đào cây sung bờ ao, cây đa bờ ao thôi. Để uốn con hình, con thú nọ kia thôi. Thế đến 2002 thì anh mới ở Sài Gòn ra thì anh có nhà mình cây thì mình thích rồi, thì mới bắt đầu mua.
bắt đầu mua dần thì cứ 250.000 cây thôi. Thì cái cơ duyên thì đến 2008 thì mới... Thì là mua 12 triệu bán 4 triệu, đấy là thì cơ đấy. Duyên. Thì hai anh em mình cứ... Thế mình... là dần để xây dựng lên. Nhưng tuyệt mà nó có những cái mà để anh em theo nghề thì thực sự nó là cái duyên. Những người đam mê như em bây giờ bảo em đi làm thuê chắc chẳng có. Mặc đây em đang đi làm đây. Không, em đấy đem đi là đang đi gọi là đi quảng bá hoặc đi ấy thôi, làm cho anh em mình phát triển thôi. Những cái thông tin tích cực, những cái câu chuyện ý nghĩa mà đôi khi chúng ta trải lòng ở những cái phút giây đấy. Em thực chất ra là đang làm những cái này thì mọi người nghĩ bảo hỏi có được nhiều tiền không. Mình bảo không, với cá nhân mình nói thật nó không bằng một tháng làm cái này, không bằng một bữa. Nhưng mà đấy cũng là cái đam mê mà em. Mình muốn truyền tải cái văn hóa, cái con người của những cái anh em mà mình thấy rằng là rất happy, có những cái câu chuyện anh hay. Thì không chia sẻ được cách làm, nhưng mà không làm những cái kênh, nhưng mà anh làm cây hầu như là khi làm cây ấy, nó như kiểu nó nhập cái thần của mình vào với cây đấy. Mà mình sáng tác là nó cứ phiêu phiêu kiểu gì ấy. Mà bây giờ bảo định hướng như thế này là khó định hướng lắm. Thì nhưng cứ càng làm lại càng nhìn ra cái đẹp. Đấy, nó cứ mở ra. Nó cứ thế thôi. Hay nhỉ. Nên là thôi, nếu anh em là những người mà đang chưa vào cây thì theo mình nghĩ là chúng ta nên cân nhắc, không là cũng bệnh sẽ càng ngày càng cao và sẽ đi sâu hơn đấy. Nơi này. Này, em muốn hỏi anh thêm một chút đấy. Là trong cái xuyên suốt cái quá trình mà anh làm ấy, thì có những cái vườn mà anh đến anh từ chối người ta làm chứ? Có chứ, anh từ chối thẳng thừng luôn. Cho người ta giận anh cũng chịu. Tại sao vậy? Anh nói luôn với tâm sự với em là như thế này. Kể cả có một số anh em có mang đến vườn anh sửa. Vâng. Thì người ta cũng là người mới thôi, hoặc là người ta chưa ra ngoài, người ta chưa va chạm. Thì anh đến một cái vườn, cả anh ý đến, anh đang làm chỗ A chẳng hạn, thì anh B đến chơi thì bảo anh đến làm giúp, thì anh sang anh xem. Thì cả cái vườn, chào em, cả cái vườn nó lại, nếu anh làm cho người ta đến vài năm thì anh nghĩ là cái tiền công của anh là khi người ta bán cây thì chẳng gì đã được. Tức là làm nếu mấy đây là mình đang cái nghĩ sản phẩm. Đang nghĩ cho họ. Nhưng nghĩa mà... là anh nói thẳng luôn là em không làm, nếu em làm thì anh thua chứ anh không thắng được, mà em là người thắng. Là em được tiền. Thế nhưng em nói như thế để anh thế nào? Anh cứ suy nghĩ đi câu nói của em, kể cả anh giận em được. Anh thay đổi chơi, anh bán hoặc anh làm thế nào, anh mua những cái gì đó để cho anh được chơi. Sau này 5, 10 năm anh không thích, anh bán. Tối thiểu là anh phải được hòa tiền. Đúng rồi, thì lãi cái chơi đấy. Lãi được cái chơi, nhưng mà đã hòa rồi thì kiểu gì phải có cái lãi. Chứ làm gì có chuyện 10 cây hòa cả 10 được. Đúng không? Nhưng mà cái khó là mọi người lại cứ nghĩ là mình trẻ cao, đúng không? Cảnh cao mấy hai đang cứ nghĩ là mình làm giỏi tay nghề đến với mình là sẽ thành tác phẩm đẹp. Vì cái cốt của người ta không thể đẹp được. Mà làm nó rất là lâu, càng ngày xã hội càng phát triển, anh em mình càng đào thải. Đúng không? Thì mình muốn cho người ta thay đổi. Nó mất đi cái quãng mà mình cảm thấy nó lãng phí. Với em có một cái suy nghĩ là em cũng vậy. Nhiều anh em bạn bè đến chơi ở vườn. Có những cái, xin thưa quý vị và các bạn ạ, anh em chúng tôi đang tiện cái câu chuyện này mình chia sẻ. Đây là quan điểm cá nhân thôi. Còn nó có thể nó chạm hay là nó như thế nào đi chăng nữa thì đây là những cái phút giây mà hai anh em mình ngồi chia sẻ với nhau thôi. Từ có những lúc mà một người khi mà người ta chưa hiểu ấy, em thì em luôn luôn là có cái đóng góp ý kiến với họ là mua những cái cây hoàn thiện nhỏ, có thể là xanh quê hay là đặc biệt nhất là miền Bắc, em luôn luôn xui người ta mua lấy xanh si đầu tiên. Tại vì sao? Nó dễ chăm sóc. Đúng rồi. Đấy, anh em bận đi làm 4-5 ngày vẫn thoải mái, happy. Đúng rồi. Nhưng mà vẫn phải là cho người ta có cảm giác được chơi những cây hoàn thiện để ra sân chơi, để cọ sát để người ta hiểu. Đúng rồi. Chứ anh em mình rất tốt, nhưng mà khuyên người ta mua một cái phôi để mà lên tiền là đúng. Vì cái trình độ, nhưng mà vô hình chung họ không biết chăm họ, để cháy họ, để ấy thì câu chuyện là nó bị cái tốt của mình nó bị chưa đúng. Đúng rồi. Đấy, em thì... Anh là anh cứ từ chối thẳng luôn. Cái khó của cái việc là cái thôi người thì người ta giận mình được phải chịu thôi. Biết đâu với người ta thằng này nói đúng đấy. Khi mà hiểu thì nó đấy. Sẽ nó cùng cái tần số thì nó
nó rất dễ. Anh không, ví dụ người ta mang cho anh đến một sản phẩm đến, anh bảo được rồi, cứ để đấy tôi làm kiểu gì đẹp và sau đó nhân lên tiền, anh không nói. Nhưng em hỏi thật anh nhá, đấy là cái sản phẩm nó chưa đạt. Ừ. Thì mình không muốn làm luôn, và thậm chí mình đưa ra cái phương án để cho họ lựa chọn. Đúng rồi. Thế đấy. Nhưng nếu anh gặp một sản phẩm rất rất đẹp, quý, hiếm, đầy đủ những yếu tố, nếu người ta muốn anh làm hộ miễn phí anh có làm? Ok, nếu mà người đó như thế nào? Tức là mình sẽ như thế nào đúng trong rồi. Cái mối quan hệ đấy? Cái vấn đề là mình có hộ người ta cũng không cho mình hộ đâu. Ừ, đấy thì em đang nói là bây giờ nhá, bản thân anh em mình giúp, em giúp anh một cái việc gì đó. Em ok, dạ. Anh em mình là tình cảm. Thế dạ. Nhưng cái việc em giúp anh là anh cảm thấy nó ý nghĩa, mà nó có cái kết quả rất là tốt. Anh lại phải tìm cách nào đó để gọi là ủng hộ em. Đấy, cứ tìm một cách nào đó. Đúng không? Chứ chẳng ai, các anh em mình hiểu hết. Một cái sản phẩm đưa ra mình làm đẹp ra ngoài, anh em đồng ý ok. Chẳng lấy đồng nào, mai người ta không, mai người ta có giao dịch được khá tiền thì người ta làm gì hay để cho mình thiệt. Đúng rồi, hoặc để cho mình thiệt đâu. Ít nữa anh em rồi, đơn giản là như vậy. Đúng rồi. Nhưng mà với cá nhân em thì theo dõi một số, đặc biệt những anh em làm cây tốt, đôi khi cái vấn đề tiền nó là chỉ là không hẳn đã là thước đo. Ôi giời ơi, chú ơi, nói về tiền thì anh em đi làm biết nó nhọc lắm, chạy hàng trăm mấy trăm cây số, chi phí đi lại nó nhọc lắm, xong rồi gia đình tất nhiên là mình đi kiếm cơm. Ừ. Nói gì nói thế nhưng mà có những câu chuyện mà ở trong gia đình, nó khi mình là trụ cột, nó không có ở nhà con cái đủ các thứ, nó cũng dẫn tới nó nhiều cái lắm, mình còn mất nhiều cái. Đúng nữa, rồi đúng không? Nên là cũng qua cái thước phim này cũng, mà đây là câu chuyện mà trải cái nỗi lòng của những người thợ và của Chiến. Thì có cái điều gì đấy mà mọi người thấy nó phù hợp hay không thì mọi người cùng comment dưới bài viết okay. Nha. Xin chào, cảm ơn em nha, hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.